Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Những địa bàn có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng, nơi cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, đây cũng là những vùng đất rất giàu tiềm năng. Với vị trí chiến lược quan trọng và tiềm năng to lớn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự ưu tiên đặc biệt trong việc đầu tư để phát triển kinh tế xã hội trên các địa bàn này. Đời sống của người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đã có những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Vì vậy, Đảng và Nhà nước vẫn đang quan tâm, triển khai nhiều quyết sách để những vùng đất này thực sự cất cánh trong thời gian tới. Tây Nguyên, vùng đất của vẻ đẹp thiên nhiên khoáng đạt, của tiếng cồng, tiếng chiêng vang vọng những câu sử thi từ ngàn đời. Không chỉ đẹp hoang sơ giữa bạt ngàn nắng gió, miền đất đỏ cao nguyên hôm nay còn là vùng đất của vẻ đẹp trù phú, giàu tiềm năng trong phát triển kinh tế. Với diện tích tự nhiên khoảng 5,46 triệu hectare, trải rộng trên địa bàn 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tây Nguyên là địa bàn sinh sống của 5,3 triệu người với 43 dân tộc anh em. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cải thiện đời sống của nhân dân. Nhờ những cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã khai thác tốt tiềm năng, tạo nên những bước phát triển vượt bậc trên vùng đất này. Thời điểm giáp Tết, sự no ấm lại về trên những dãy cà phê của người dân ở Tây Nguyên. Trước đây, những nông dân người dân tộc Cờ Ho như anh Yao Uông ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chẳng bao giờ nghĩ mình có thể trở thành tỷ phú trên mảnh đất này. Thế nhưng cây cà phê đã giúp gia đình anh làm được điều đó. Hiện anh Yao Uông đang sở hữu 4 hectare cà phê chất lượng cao. Khái niệm phát triển bền vững giờ cũng đã quá quen thuộc với người nông dân dân tộc thiểu số này. Anh luôn tuân thủ khoa học kỹ thuật từ khâu chọn giống, chăm sóc và thu hoạch. Sau gần 18 năm gắn bó với cây cà phê, giờ đây anh Yao Uông đã tích lũy được khối tài sản lên đến gần chục tỷ đồng. Nếu mà được mùa như năm nay, được giá chứ năm nay có thể là mình nói cà phê tôi thì cũng được 500-600 triệu một năm. Cà phê hiện là cây trồng chủ lực của khu vực Tây Nguyên. Hiện toàn vùng đang phát triển khoảng 570.000 hectare cây cà phê, chiếm tới 93% diện tích trồng cà phê của cả nước, với sản lượng đạt khoảng 1,3 triệu tấn một năm, đóng góp tới 90% lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. Với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đang từng bước khẳng định vị trí và giá trị của cà phê Tây Nguyên nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới. Hiện Việt Nam đang đứng thứ hai thế giới về sản lượng xuất khẩu cà phê với kim ngạch đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ một năm. Cây cà phê là một trong số những cây trồng chủ lực làm giàu cho vùng đất Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển về cây cà phê của Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng thì đời sống đồng bào của vùng Tây Nguyên thì nó được từng bước cải thiện, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì với những người ta có đất, có kiến thức, có trình độ và tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật thì họ cũng đã làm giàu trên mảnh đất của mình.
bằng việc trồng cây cà phê, và thực sự họ đã thành những cái tỷ phú. Phát triển cây công nghiệp đang là tiềm năng và thế mạnh lớn nhất của khu vực Tây Nguyên. Trong số hơn 5 triệu hecta đất tự nhiên, thì khu vực Tây Nguyên có khoảng 2 triệu hecta đất đỏ ba gian, loại đất đặc biệt thích hợp để phát triển cây công nghiệp. Hiện Tây Nguyên là vùng trọng điểm xuất khẩu cà phê, cao su, hồ tiêu, góp phần quan trọng vào vị trí số 1 thế giới của Việt Nam về sản lượng xuất khẩu hồ tiêu, số 2 thế giới về sản lượng cà phê, số 3 thế giới về sản lượng mủ cao su, cùng nhiều mặt hàng cây công nghiệp giá trị khác. Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, đòi hỏi nền nông nghiệp của các quốc gia phải phát triển theo hướng nâng cao giá trị và thương hiệu. Trước yêu cầu này, thì với ưu thế về điều kiện tự nhiên, các mặt hàng nông sản chủ lực của Tây Nguyên đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nâng cao giá trị bằng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Những cây rau như thế này có thể ăn ngay được mà không cần qua sơ chế. Đó là câu chuyện đang diễn ra tại một số nông trại ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khác với sản xuất truyền thống, giờ nhiều nông dân ở đây đã áp dụng phương pháp thủy canh, tức là trồng rau không dùng đất, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc kích thích. Nhờ đó, những cây rau luôn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, một mặt giúp tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn cung ứng ra thị trường, đồng thời đang giúp nhiều hộ nông dân ở Lâm Đồng phát huy những tiềm năng về nông nghiệp của địa phương với việc nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Thu nhập một năm vừa qua thì tôi cũng cảm thấy là như làm như thế này, tôi năm sau ở đây, nếu bình quân lại lúc tháng, lúc nhiều, lúc ít, thì tôi bình quân lại là 65 triệu. Đó là lúc ít nhất và lúc nhiều nhất bình quân lại 65 đến 70. Như vậy, một tháng, như trong năm sau của tôi đây. Lâm Đồng là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hiện địa phương này đã có khoảng 44.000 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao. Hiệu quả là rất lớn khi nhiều diện tích cây trồng ứng dụng công nghệ cao đạt doanh thu từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng một hecta một năm. Hiện diện tích nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng mới chiếm khoảng 16% diện tích sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh và đang được định hướng phát triển thêm. Tiềm năng phát triển công nghệ cao ở tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung được đánh giá còn rất lớn. Lâm Đồng cũng sẽ tập trung vào trong việc áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, nhưng mà theo một cái lĩnh vực là nó tiếp cận đa ngành và nó toàn diện hơn. Trước đây thì chúng ta chỉ tập trung vào một số các cây trồng chủ lực, nhưng hiện nay thì chúng ta sẽ áp dụng cái nông nghiệp công nghệ cao trên nhiều cây trồng, nhiều cái vật nuôi để làm sao là chúng ta để gia tăng được cái giá trị sản xuất và thúc đẩy được cái sản xuất đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường cũng như là cái xuất khẩu. Ngoài 2 triệu hecta đất đỏ ba gian đang mang đến những tiềm năng rất lớn về cây công nghiệp, thì Tây Nguyên còn có hơn 2,2 triệu hecta rừng. Vùng đất này có 13 vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, cùng hệ thống sông suối, thác nước mang vẻ đẹp hùng vĩ. Tây Nguyên, nơi cội nguồn của nhiều dân tộc thiểu số với những nét văn hóa đặc sắc, đã trở thành di sản. Tất cả đang biến Tây Nguyên trở thành vùng đất có tiềm năng lớn về du lịch. Nằm ven bờ sông Đắk Bla thơ mộng, làng văn hóa Con Cơ Tu thuộc xã Đắk Rơ Oa là ngôi làng cổ của đồng bào dân tộc Ba Na, tỉnh Kon Tum. Đến đây, ngoài việc được xem các chàng trai cô gái múa xoang, đánh chiêng, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những ngôi nhà sàn, nhà rông truyền thống. Tất cả mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Ba Na nơi vùng đất Bắc Tây Nguyên này. Thật là thú vị, rất là tuyệt khi được xem mọi người biểu diễn như vậy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được xem mọi người biểu diễn các tiết mục văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây.
sự hoang sơ kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho Kon Tum, cùng với những sản phẩm du lịch đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc bản địa đã thực sự hấp dẫn du khách. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Kon Tum đã đón 140.000 lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch đang trở thành một tiềm năng rất lớn trong định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum nói riêng, cũng như các tỉnh vùng Tây Nguyên. Tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các huyện có những cái đề án cũng như là cái quy hoạch, và bên cạnh đó là cần phải đào tạo cái nguồn nhân lực tại chỗ là người đồng bào dân tộc thiểu số, rồi khuyến khích cho người đồng bào là các cái sản phẩm làm ra tại địa phương, tại cái làng đó, thì để mà cùng với các cái doanh nghiệp nữa đầu tư vào để mà phát triển cái du lịch cộng đồng. Mặc dù được đánh giá là vùng có nhiều tiềm năng, song đến nay, Tây Nguyên vẫn còn là vùng khó khăn. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của vùng là 7,3%, trong đó hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 14%. Khu vực này mới chỉ đóng góp khoảng 4,5% GDP cả nước, mức đóng góp thấp nhất trong 7 vùng kinh tế của cả nước. Việc phát triển kinh tế xã hội cũng như phát huy những tiềm năng của vùng Tây Nguyên hiện nay vẫn đang gặp nhiều điểm nghẽn và thách thức. Đây là tuyến đường tỉnh Lộ 9, nối hai huyện Krông Bông và Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Với chiều dài toàn tuyến gần 30 km, song đến nay có đến 2/3 tuyến đã bị xuống cấp, hư hỏng. Mới đây do mưa lũ, cây cầu Cư Păm bị sụp trụ giữa. Việc giao thương kinh tế giữa hai huyện Krông Bông và Krông Pắc vì thế gần như bị chia cắt. Cái đường này nó là cái đường huyết mạch của cái huyện này, từ nông sản rồi là vật liệu xây dựng hay các cái mặt hàng khác từ ở dưới Nha Trang, Khánh Hòa hoặc là từ Buôn Ma Thuột người ta chở vào đây thì bây giờ là không thể đi qua được. Đấy, thế rồi bà con thì giữ ở ngoài đó mà đi vào trong huyện này, hoặc là các cái nông sản của bà con thu hoạch mùa màng thì bây giờ là không ấy được, không vận chuyển qua đường này. Giao thông nói riêng và kết cấu hạ tầng nói chung ở khu vực Tây Nguyên hiện vẫn được đánh giá là điểm yếu trong phát triển kinh tế xã hội cũng như phát huy những tiềm năng khu vực Tây Nguyên. Mặc dù trong giai đoạn 2011-2015, nhà nước đã rất quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Tây Nguyên với tổng nguồn vốn khoảng 60.600 tỷ đồng. Trong đó, nhiều công trình giao thông trọng yếu đã được đầu tư hoàn thành, làm thay đổi bộ mặt của khu vực. Tuy nhiên, Tây Nguyên với vị trí là khu vực kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Nam Bộ, đồng thời kết nối các nước Đông Nam Á với vùng duyên hải Nam Trung Bộ trên hành lang kinh tế Đông Tây, thì hạ tầng giao thông vận tải hiện tại được đánh giá còn thiếu đồng bộ, kém tính kết nối. Đây là điểm nghẽn của quá trình phát triển cũng như phát huy các tiềm năng của vùng. Tất cả các cái sản vật mà cây công nghiệp ở Tây Nguyên ấy, là cũng không thể chuyển thẳng ra vùng duyên hải Trung Bộ, cái nơi mà có rất nhiều cảng nước sâu để đưa thẳng ra vùng biển quốc tế, mà lại phải chở theo đường 14 về thành phố Hồ Chí Minh với chi phí rất tốn kém. Và chúng ta đều thấy là cả hai cái vùng đấy không có đường cao tốc và cũng không có đường sắt để làm cái hoạt động lưu thông cho nông sản. Hạ tầng giao thông vận tải còn chưa đáp ứng, khiến cho sức hút của Tây Nguyên còn kém hấp dẫn với các nhà đầu tư. Cây công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao hay du lịch, để phát huy những tiềm năng này thì việc thu hút nguồn lực, sự tham gia, đầu tư của doanh nghiệp đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, đây vẫn đang là một hạn chế của khu vực này. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện ở khu vực này, số lượng doanh nghiệp còn rất mỏng và yếu, chỉ chiếm 2,67% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Mặc dù là vùng có tiềm năng rất lớn về nông lâm nghiệp, song hiện mới chỉ có 5,28% doanh nghiệp thuộc khu vực nông lâm nghiệp thủy sản. Chẳng hạn như tỉnh Gia Lai,
Hiện địa phương này có gần 400.000 hecta cây công nghiệp với sản lượng nông nghiệp hàng năm rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ sản phẩm từ cây công nghiệp được chế biến của địa phương này còn rất thấp, nên giá trị kinh tế mang lại không cao. Đất đồi còn thế mạnh, có 27.600 hecta cà phê và 3.500 hecta cây hồ tiêu. Chủ yếu là sản xuất nông hộ nhỏ lẻ, chưa có cái liên kết giữa nhà đầu tư và cái nông hộ, cho nên chưa tạo ra cái giá trị lớn, thì lĩnh vực này cũng còn bỏ ngỏ. Trong thời gian qua thì tỉnh cũng Sở Kế hoạch đã tham mưu cho tỉnh kêu gọi một số cái dự án để rồi tới đầu tư tại tỉnh nhà, nhưng mà cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là chưa phát huy được cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhà. Những cây trồng chết khô vì không có nước tưới, những hồ nước cạn trơ đáy, cùng với những thách thức mang tính nội tại của vùng, thì biến đổi khí hậu là thách thức hiện hữu và cấp bách nhất mà khu vực Tây Nguyên đang phải đối mặt. Năm 2016, Tây Nguyên hạn hán kỷ lục trong vòng 30 năm. Hàng chục nghìn hộ dân, hàng trăm nghìn hecta cây trồng tại Tây Nguyên bị thiệt hại. Mất mùa là điều dễ dàng nhận thấy ở hầu hết các vườn cà phê tại huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Ông Trần Văn Hiệp, xã Quảng Tiến cho biết, trong đợt khô hạn khốc liệt từ cuối năm 2015 kéo dài đến giữa năm 2016 đã làm vườn cà phê của ông giảm gần 30% sản lượng so với những năm trước. Năm nay mưa đến tới trễ, thành ra nước non cũng thiếu, thành ra là không đạt. Tiêu cũng vậy mà cà phê cũng vậy, năm nay là thất thu. Như tôi ở đây là khoảng 3 sào, mà năm ngoái nếu mà ấy là tôi phải trên tấn, mà năm nay là khoảng chừng 6-7 tạ. Câu chuyện của Đắk Lắk cũng là thách thức mà các tỉnh Tây Nguyên đang phải đối mặt khi biến đổi khí hậu dự báo sẽ còn tiếp diễn. Theo dự báo, trong mùa khô năm 2016-2017, tổng lượng dòng chảy trên các sông suối ở Tây Nguyên sẽ thiếu hụt từ 10 đến 40% so với trung bình nhiều năm, có thể gây nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới cho cả khu vực Tây Nguyên. Trong đó, sẽ có trên 100.000 hecta cà phê không có nước tưới. Những cái vùng hạn thì bắt buộc bây giờ phải đặt các cái bơm, trạm bơm và dã chiến để hút nước ngay là để tưới cây trồng. Nếu như không kịp thời thì các cây công nghiệp như cà phê, tiêu mà không tưới được thì sẽ chết, chứ không phải là chỉ làm mà giảm cái năng suất. Trước những tác động của biến đổi khí hậu dự kiến còn kéo dài, nhiều giải pháp đã được các địa phương, người dân khu vực Tây Nguyên thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang là một trong những giải pháp khẳng định hiệu quả. Thay vì tưới theo phương pháp truyền thống, giờ những người nông dân này sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel cho vườn cà phê của mình. Phương pháp này giúp những người nông dân giảm chi phí nhân công, phân bón và đặc biệt là tiết kiệm khoảng 20% lượng nước tưới. Tại vì nước không đủ thì dùng đường ống nhỏ giọt thì nói chung thì cà phê nó vẫn được thu hút nước được đầy đủ phần nào, nhưng mà không có đường ống nhỏ giọt thì không thể tiết kiệm được nước. Thì tưới thì không đủ nước thì dùng đường ống nhỏ giọt thì nó phân phối đều. Từ hiệu quả này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành kế hoạch hành động. Từ mùa khô năm 2016 đến năm 2020, sẽ có 500.000 hecta cây trồng cạn ở khu vực Tây Nguyên được khuyến khích áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến để tăng năng suất cây trồng và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra. Giải pháp tưới tiết kiệm nước thì nó không những là
nó nâng cao, nó chỉ tiết kiệm nước mà nó còn góp phần là giảm cái chi phí cho lao động, rồi góp phần nâng cao cái năng suất cây trồng, nâng cao chất lượng cây trồng. Ngoài ra thì chúng ta đều biết là những năm gần đây thì hạn hán đã diễn ra rất là nặng, cho nên là cái giải pháp này là một giải pháp mà góp phần để mà đảm bảo được cái sử dụng tiết kiệm nước cho cây nông nghiệp. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao được xem là hướng đi và cũng đang là định hướng của các địa phương khu vực Tây Nguyên. Bởi đây không chỉ là giải pháp để đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu, mà còn nhằm mục đích lâu dài là gia tăng năng suất, chất lượng, giá trị cho ngành nông nghiệp, phát huy tiềm năng rất lớn này của khu vực Tây Nguyên. Với những hiệu quả đã được khẳng định tại Lâm Đồng, hiện nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên đang quy hoạch và xây dựng các đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, như tỉnh Kon Tum có đề án khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Kon Plong với quy mô 100 đến 150 hectare. Tỉnh Đắk Lắk quy hoạch đến năm 2020 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 30 hectare tại trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh. Triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên là rất lớn, khi đây đang là chủ trương mà chính phủ hướng tới trong phát triển nền nông nghiệp của nước ta hiện nay. Điều này đã được Thủ tướng Chính phủ khẳng định tại Hội nghị Phát triển Công nghiệp Nông nghiệp Việt Nam mới đây. Trong đó, chính phủ luôn khuyến khích và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các địa phương, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trước đây, là mấy năm chúng ta đã có một cái công bố quy hoạch chỉ có 10 khu công nghệ cao. Và từ đó chúng ta có 31 dự án. Hôm nay Thủ tướng đưa ra một thông điệp. Bất cứ nhà đầu tư nào, bất cứ hộ nông dân nào, nhà quản lý nào, địa phương nào làm được công nghệ cao thì chính phủ và ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ tín dụng, chứ không phải chỉ trong 10 khu công nghệ cao. Để phát triển nông nghiệp công nghệ cao nói riêng và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của vùng nói chung, việc thu hút nguồn lực đầu tư, thu hút doanh nghiệp là vấn đề then chốt với khu vực Tây Nguyên. Nhận thức tầm quan trọng của điều này, hiện các địa phương của Tây Nguyên đang thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư. Chẳng hạn như tỉnh Gia Lai, cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá. Trong đó, năm 2016, được tỉnh Gia Lai lựa chọn là năm cải cách hành chính. Hiện, theo xếp hạng của Bộ Nội vụ, địa phương này đứng thứ 13 trên 64 tỉnh thành về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Với cái trách nhiệm của mình, thì Sở Kế hoạch sẽ phối hợp với các sở ngành, sẽ tham mưu tốt cho Ủy ban tỉnh để làm, một là tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những các cái rào cản, những cái việc bất hợp lý mà hiện nay chúng ta có phải. Thứ hai là tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo ra môi trường đầu tư một cách thông thoáng nhất, giúp cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả như mong muốn mà các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai được tổ chức mới đây. Hoạt động này đang được tỉnh Gia Lai cũng như các tỉnh Tây Nguyên chú trọng và tổ chức định kỳ thường xuyên. Hội nghị là minh chứng cho sự quyết tâm và cố gắng của các địa phương trong kết nối với các doanh nghiệp, từ đó thu hút và kêu gọi sự đầu tư. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo cụ thể trong mục tiêu thu hút đầu tư đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã này, tất cả đều rải thảm, chứ không phải là chấm dứt cái tình trạng là trên rải thảm, dưới rải đinh, v.v. Cái này tôi cũng nói rất lâu, nhưng mà tôi hy vọng rằng trên dưới đều rải thảm, ít gai đinh đối với nhà đầu tư. Chính quyền phải ba cùng, cùng lo với doanh nghiệp, cùng làm với doanh nghiệp, cùng chia sẻ thất bại và thành công với doanh nghiệp. Cùng với những đổi mới về cơ chế, một yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh và thu hút đầu tư vào khu vực Tây Nguyên là khu vực này
cần phải tăng cường tính liên kết vùng. Tây Nguyên nếu chỉ dựa vào lợi thế tĩnh về điều kiện tự nhiên mỗi địa phương để thực hiện chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư là chưa đủ. Khu vực này cần tăng cường liên kết vùng để tạo ra lợi thế động nhằm tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn, từ đó đẩy mạnh phát triển và nâng cao sức cạnh tranh toàn vùng. Để tăng tính liên kết vùng, tăng sức cạnh tranh của khu vực Tây Nguyên, việc phát triển hạ tầng giao thông vận tải khu vực này tiếp tục được chính phủ quan tâm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự kiến tổng nguồn vốn cho hạ tầng giao thông khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 khoảng 115.000 tỷ đồng. So với trên toàn quốc thì giao thông Tây Nguyên là tốt. Thế nhưng mà đối với cả cái việc mà phát triển kinh tế thì nó vẫn chưa xứng tầm. Hiện nay đã có được cái đường giao thông đấy rồi nhưng vẫn phải cần phải tốt hơn nữa. Với đường giao thông và liên huyện cần phải mở những cái khung nào để phát triển cho cái cây công nghiệp dài ngày ở cái khu vực vùng Tây Nguyên này. Và đồng thời là gì? Là mở những cái đường vành đai biên giới gắn cái các cửa khẩu của Campuchia với cả các tỉnh Tây Nguyên, gắn cửa khẩu Lào với các cái tỉnh Tây Nguyên thì tạo ra cái lượng thông thương thương mại giữa các tỉnh và giữa quốc tế với Việt Nam. Đấy, và cái có hai cái cảng chính và cảng nước sâu ở Quy Nhơn và cảng Đà Nẵng thì cái việc mà thông thương như thế thì tạo ra cái sản phẩm rất là tốt. Các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội giai đoạn phát triển 2016-2020. Với mục tiêu xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm, có tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vững chắc. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, cùng nhiều giải pháp mang tính chủ động, linh hoạt của các địa phương, sự nỗ lực của người dân, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, những thách thức đặt ra với khu vực sẽ sớm được giải quyết để mảnh đất Tây Nguyên cất cánh cao hơn, xa hơn, tương xứng với tiềm năng của vùng. Một mùa xuân mới đang về trên vùng đất này, mang theo niềm vui và những triển vọng mới.